Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin phép tiếp tục chia sẻ câu chuyện cây bút đến tất cả anh chị và các bạn. Ở trên đây bút là gì đấy? Là một cây bút. Thực sự bây giờ con chó có thể chạy vào đây. Có khi cover cái phần này trước mõm của nó ấy, con chó có thể có hành động gì ạ? Có thể lao lên nó cắn nó gặp cái phần này mà. Thế con chó coi đây là một cây bút không? À không, được gọi đây là một món đồ chơi hay cái gì đó có thể gặp được đúng không? Thế thì ai đúng? Người đúng hay là chó đúng ạ? À, cả hai đều đúng. Thì chúng ta rút ra được kết luận đầu tiên đó là không có đúng cũng không có sai. Tất cả đều tùy thuộc vào cái quan điểm và cái góc nhìn của mỗi người sự vật khác nhau. Vậy nên chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của những người sự vật khác nhau. Chứ trong trường hợp thì chúng ta sẽ có đúng có sai khi đã có những cái quy ước từ trước, những quy ước về pháp luật, về đạo đức hay sự đồng thuận giữa hai người hay một đội nhóm, thì chúng ta sẽ có thế nào là đúng, thế nào là sai, thì chúng ta cần phải tuân thủ theo nó. Còn trong trường hợp bình thường thì mỗi người đều có một cái quan điểm và góc nhìn khác nhau, thì chúng ta hãy tôn trọng để tránh xảy ra những cái cãi vã không cần thiết trong cái cuộc sống này. Rồi bây giờ tôi đặt cái vấn đề này đây, tất cả mọi người bước ra ngoài, tất cả chó đi ra ngoài, căn phòng trên trống không và chỉ có cái vấn đề này đây. Thế tại cái thời điểm này, cái vấn đề này trở thành một cái bút hay là một món đồ chơi? À không gì cả đúng không ạ? Thì chúng ta hãy rút ra cái kết luận số 2, đó là mọi vật đều có tính không hay trung tính, nhưng lại có cái tiềm năng để trở thành một cái kể thứ gì? Tại sao lại nói là tiềm năng? Cô lấy ví dụ như bây giờ vấn đề nó đang ở đây, và ở ngoài có một người bước vào và nhìn thấy cái vấn đề này. Thì vấn đề là trở thành gì ạ? À, là trở thành một cái bút đối với người đó. Thế bây giờ điều gì xảy ra nếu như mà là không phải người bút phần trước mà là chó bút phần trước đi và nhìn thấy cái bản này, thì vấn đề là trở thành gì ạ? À, nó lại trở thành một món đồ chơi với chó. Chó lao lên cắn và gặp nó lại trở thành một món đồ chơi. Rồi thế thì bây giờ điều gì xảy ra nếu như cả người và chó đồng thời bước vào và cùng nhìn thấy cái bản này, thì vấn đề trở thành gì ạ? Cái bút, một món đồ chơi. À, chúng ta thấy rằng là trong cùng một thời điểm, một vật lại có thể trở thành cả hai thứ khác nhau, vừa là cái bút cũng lại vừa là món đồ chơi nữa trong cái thời điểm này. Đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Một vật đang là không có thể trở thành cái bút khi người thấy nó, đang là không lại trở thành món đồ chơi khi chó thấy, thậm chí trở thành cả hai thứ khi cả người và chó đồng thời thấy. Và nó còn có tiềm năng để trở thành nhiều thứ khác nữa, tùy vào những đối tượng khác nhau quán chiếu vào. Đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Rồi thế thì cái thời điểm khi mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này, cái vấn đề ngay lập tức trở thành một cái bút ấy, là xuất phát từ nó, là tự nó một cái bút rồi, hay xuất phát từ phía người thấy nó là một cái bút ạ? Xuất phát từ phía người đúng không ạ? Tại vì nếu như tự nó là một cái bút thì con chó thấy đây là một cái bút rồi, à chó này thì tự tình như bạn gái, ô em yêu em có một cái đuôi là đẹp và một cái mõm thật là đáng yêu cho anh hôn, nhưng nó không thể làm được điều đó đúng không ạ? Không thể tan tình được, và nó chỉ coi cái này là một đồ chơi gặp cắn nó. Nên chúng ta rút ra cái đoạn số 3, mọi việc đều xuất phát từ mình. À, rất là tuyệt vời, mọi người về được xuất phát từ phía chúng ta một ý nghĩa nào đó, thì chúng ta có thể đến cái việc tốt nếu cuộc sống của chúng ta chăng đều do chính chúng ta mà ra, và ngược lại những việc xấu, những điều bất hạnh đến cuộc sống của chúng ta phải chăng cũng do chính chúng ta mà ra. Thế thì khi mà chúng ta biết được điều đó thì ok, chúng ta sẽ luôn vui vẻ chấp nhận chúng. Những điều tốt đến cuộc sống của chúng ta đều do chúng ta mà ra, mà chúng ta sẽ chấp nhận nó, và ngược lại những việc xấu thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận, thay vì đổ lỗi cho người khác hay sự việc khác thì chúng ta biết chấp nhận ở chính bản thân mình và tìm cách tìm ra giải pháp thay vì đổ lỗi cho người khác. Chúng ta sẽ nhanh chóng để giải quyết được cái vấn đề đó hơn thay vì tìm ra những lý do. À rồi thì bây giờ mọi việc xuất phát từ phía chúng ta, với những cái cực độ đó thì phải chăng ta có thể thay đổi được nó đúng không? Rồi bây giờ thử xem có thể thay đổi được không nhé. Cái muốn thay đổi cái vấn đề này, muốn nó thành một kim cương xem có được không? À, tôi không biết vấn đề kim cương hay còn xịn kim cương là gì đấy ạ? Vẫn là một cây bút, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì mọi người có thể ý rằng quý đã cầu nguyện, đã suy nghĩ tích cực, đã mong muốn biến cái vật này trở thành một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng một câu lập rõ ràng rằng đó là mọi việc không đến từ cầu nguyện hay những suy nghĩ tích cực. Nên cho dù chúng ta có cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực thì cũng không thể khiến được mọi vật trở thành những thứ mà mình muốn được đâu. Mà chúng ta phải làm gì ạ? À, chúng ta phải hành động. Bởi vì chỉ có một điều, chỉ khi chúng ta hành động thì mới có thể biến được những cái điều chúng ta mong muốn thành hiện thực cho được. Nếu không, chúng ta chỉ ngồi ước thì chẳng bao giờ có thể có kết quả tuyệt vời đến đâu. Nhưng hành động vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều người làm việc chăm chỉ, chịu khó nhưng vẫn không thể đạt được mục tiêu. Và ngược lại, có những người thì có thể có mục tiêu và hành động rất là nhẹ nhàng và dễ dàng và đạt được mục tiêu của họ gấp 10 hay gấp 100 lần. Đó là một điều gì đó chúng ta không hề biết. À, chúng ta thấy rằng mọi việc đến cuộc sống chúng ta đều do chính chúng ta mà ra. Thì phải chăng những thành công hay những cái điều may mắn đến cuộc sống cũng đều do chính chúng ta mà ra? Và
thế thì do đâu nhỉ? Khi nó nhìn thấy cái vật này thì ngay lập tức chúng ta liền nhận ra là cái bút là nó xuất phát từ phía chúng ta, hay nói khác là từ trong tâm trí của chúng ta mà ra. Và cái điều này nó nhanh đến mức mà chúng ta không hề nhận ra được là nó xuất phát từ trong tâm trí của mình, mà cứ nghĩ rằng nó xuất phát từ phía bên ngoài, nên chúng ta thường nhận lầm những cái thứ đó. Và tương tự như vậy, trong tâm trí chúng ta có hàng triệu những hạt giống khác nhau về những sự vật ở bên ngoài, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận diện chúng ở thế giới bên ngoài. Và thành công của chúng ta cũng thế, nếu chúng ta mong muốn thành công hay mong muốn một điều gì đó thì trước tiên chúng ta phải có nó trong tâm trí của mình thì mới có thể thấy nó và hành động để đạt được nó. Đó chính là năm cái bài học mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả anh chị và các bạn, và mong rằng thông qua năm bài học này tất cả anh chị và các bạn có thể ứng dụng cuộc sống của mình, em đây là cái chuyện bản thân mình, gia đình và cộng đồng. Cứ gì vui.